Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Thì ngày hôm nay Vương tới cái hoàn cảnh mà hai đứa bé mồ côi, thì Vương lại cũng nhờ được một vị mạnh thường quân đã gửi đến cho một bé một phần quà nho nhỏ cho bé để sinh hoạt qua ngày. Thì cái ngôi nhà đây này, thì cái ngôi nhà của bé này cô chú anh chị đó. Thì mình không biết là xung quanh đây thì kiến nó rất là nhiều. Mùa đây là mùa mưa à. Hồi đêm là có một cái trận mưa cực kỳ to luôn á cô chú anh chị. Thì mình không biết là hai bé sống hồi đêm qua mưa có sợ sệt về cái vấn đề gì hay không. Nhưng mà bây giờ thì ui, Vương thấy hai bé đang nằm đây này. Hình như là hai bé đang ngủ cô chú anh chị. Thì bây giờ thì mình sẽ tới hỏi thăm thử hai bé. Mà ngày đây hôm nay thì không thấy ông chú ở bên cạnh của hai đứa bé. Ui, heo của ai này dễ thương lắm cô chú anh chị. Thì mình cũng cách đây mấy ngày rồi thì mình cũng lên đây, thì thay đổi cũng rất là nhiều. Mình thấy có mấy con heo. Dạ, con chào cô ạ. Này đâu phải cô, chắc là cô đi ngang qua nhà thôi. Không phải là cô hàng xóm để nuôi hai đứa bé đâu cô chú anh chị. Hai đứa ngủ dễ thương này cô chú anh chị. Ôi ôi. Hai con ơi. Hai con ơi. Ủa, hai con ngủ trưa hả? Hai con ngủ sao ở ngoài nắng vậy? Dạ. Buồn ngủ quá, mới đi học về buồn ngủ. Vậy hả? Mới đi học về buồn ngủ hả? À, ngồi dậy chú nói chuyện này. Dạ. Cho chú gắn cái mic nha. Dạ. Ủa? Hai con... sao không vô nhà ngủ mà lại ra ngoài đây ngủ? Dạ, trong nhà nó nóng lắm. Trong nhà nóng lắm. Đúng rồi, hồi bữa là Vương vào buổi trưa vào cái căn nhà cực kỳ nóng luôn. Ủa mà sao con lại đem hình mẹ ra đây? Dạ, hồi nãy con nhớ mẹ quá, con ôm mẹ ngủ. Là canh ngày con ôm mẹ ngủ? Dạ. Canh đêm chứ, canh đêm con ôm mẹ ngủ và canh ngày con ôm mẹ ngủ. Lúc nào ngủ con mới ôm mẹ? Dạ con? Dạ. Là con không ôm mẹ được là con không ngủ được hả? Dạ. Ủa còn ông đâu? Dạ, ông về nhà. Ông về nhà rồi hả? Dạ. Rồi có hai mấy con ở đây thôi hả? Dạ. Bà ở bên kia kìa. Bà ở bên kia hả? Dạ. Phải bà đây không? Dạ không. Không phải bà hả? Dạ. Đúng rồi, hồi nãy Vương vô thì Vương không thấy bà, không phải bà đâu. Vậy là bà ở đâu bên đây đúng không? Dạ. Vậy bà làm gì bên đó? Bà chắc lượm điều hay sao? Rồi dạo này thì cái tụi con có khỏe không? Dạ khỏe. Hồi qua là có một cái trận mưa và sấm chớp, con biết cái sấm chớp không? Dạ biết. Dạ biết. Rồi hồi qua con ở nhà con có sợ? Dạ sợ. Con qua nhà bà con, tối qua con ở với bà. Con ngủ, con cục giống, con ngủ trên giống. Là con không có ngủ bên này. Dạ. Là con sợ sấm chớp không? Dạ sợ. Hôm qua đánh chủ gần nhà con luôn. Đánh lửa gần nhà con luôn? Đánh cây á. Đánh cây nào? Cây xoài. Cây xoài đây hả con? Dạ không phải. Cây xoài người ta ở nhà bà con. Ở nhà bà hàng xóm á. Con qua nhà bà rồi sấm sét đánh vào cây sồi đó. Dạ. Con sợ luôn. Dạ. Wow.
đánh gần luôn, làm con giật mình. Làm con giật mình luôn. Dạ. Rồi lúc đó con có khóc không? Dạ không. Thì Vương được biết thì đứa bé này thì rất là can đảm, rất là mạnh mẽ luôn cô chú anh chị. Thì thấy là giống như là một người đàn ông bạn lĩnh đó cô chú anh chị. Thì mình thấy trước mắt thì như vậy, và sau này thì thấy là tương lai là sẽ cứng rắn và mạnh mẽ và rất là thông minh nha cô chú anh chị nha. Rồi trưa giờ con ăn gì chưa? Dạ ăn rồi. Con ăn rồi hả? Là ông bà cho con ăn cái gì? Dạ cá với lại mắm. Cá với lại mắm. Dạ. Cá là cá kho hay là cá nấu canh con? Cá kho. Cá kho hả? Dạ. Rồi có món gì nữa không? Dạ canh đu đủ. Canh đu đủ. Rồi dạ. Canh đu đủ có nấu bỏ thịt vô cho con ăn được không? Dạ. Dạ có bỏ thịt nhỏ nhỏ cỡ này nè. Bỏ thịt nhỏ nhỏ hả? Dạ. Là thịt ba chỉ á. Cái đó gọi là thịt ba chỉ á con. Dạ. Rồi có ăn cơm ngon không? Dạ ngon. Trời ơi. Rồi bữa nay con có đi học không? Dạ đi. Con có đi học hả? Dạ. Rồi đi học rồi về đây là ôm mẹ, hình mẹ ngủ ở đây luôn. Dạ. Rồi ôi tội nghiệp ôm cô chú anh chị. Canh đêm thì cũng ôm hình mẹ mới ngủ được. Và canh trưa thì cũng vẫn ôm hình mẹ ngủ mới được. Thì mình thấy cái cuộc sống của em bây giờ rất là tội nghiệp luôn cô chú anh chị. Rồi mấy bữa giờ ông bà có cho tiền đi học không con? Dạ cho. Cho con nhiêu này? Dạ cho con 5.000. Em cũng 5.000. Con 5.000, em 5.000. Dạ. Vậy là không có cho con 3.000 nữa đúng không? Dạ. Vậy là em 5.000, con 5.000. Dạ. Rồi sáng rồi con ăn cái gì này? Dạ con ăn bún nhà bà Hiền cho. Bún nhà bà Hiền cho hả? Dạ. Sáng nào sáng đấy con cũng qua lấy bún bà Hiền cho. Là sáng nào cũng ăn bún? Dạ. Rồi mì gói ăn hết chưa? Dạ ăn hết bún là con thèm lại là con ăn mì gói. Mà mì gói con ăn hết chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Thì ví dụ mà đói bụng á, ví dụ nhiều khi mà ông bà mà bận công việc gì đó thì con lấy mì gói á, con chế cho em ăn đỡ đói nha. Dạ. Nhiều khi ông bận cái công việc nhà hoặc là làm gì đó, nhớ dạ. Mình là một người đàn ông, người con trai thì mình phải mạnh mẽ, mình lo tự lo bản thân của mình nha con nha. Dạ. Để mình vượt qua khó khăn, mình trưởng thành rồi á thì mình lo cho em và lo cho ông bà nữa nha. Dạ. Rồi mấy bữa giờ thì con thi tới đâu rồi? Dạ con thi. Con thi chưa? Thi rồi. Thi rồi hả? Con dạ. Thi được không? Dạ chưa đọc điểm. Chưa đọc điểm hả? Dạ. Mà con nhắm thi đậu không? Dạ con có. Có hả? Dạ. Quá là giỏi luôn á cô chú anh chị. Con chào chú. Chú mới lên đây hả? Ở ngồi đó luôn. Con có thấy hai đứa cháu đang ôm hình mẹ nằm ngủ ở đây này. Chú ở trên nhà mới lên hả? Ở trên nhà chú mới lên chút gì đây. Dạ. Thì hồi qua là hai đứa cháu về nhà chú ngủ luôn hả? Tại vì cái ngày hôm qua là trời mưa rất rất là to luôn á. Đó. Thì con lên đây á là con chủ yếu là thăm hai cháu, là trời mưa sấm chớp như vậy á thì sống một mình không có mẹ mà cũng không có cha thì
là trẻ em nào cũng sợ và này kia nọ, thì con lên đây con thăm và con cũng có một phần quà nho nhỏ nữa con gửi đến tới gia đình mình luôn. Dạ. Ở dạo này sức khỏe của chú đỡ chưa? Ừ, cũng như vậy em. À, cũng như vậy hả? Nó không bao giờ nó khỏe, nó làm cho cặp mắt này thấy mờ như 6 giờ sáng 6 giờ tối tự nhiên bị sao không biết. À, là nó bệnh gì? Hồi bữa chú nói là bệnh gì ta mà cặp mắt chú mờ? Bữa là bị tiêu chảy xong bắt đầu tưởng mờ đến bây giờ luôn. Dạ. Là nó tiêu chảy rồi xong rồi tự nhiên đôi mắt của mình mờ luôn. Đau đầu không mờ luôn. Dạ. Rồi chú có đi khám gì không chú? Bữa chưa đi khám mà đi mua thuốc uống cũng không hết đâu. Dạ. Hết tiêu chảy hết đau đầu mà cái mờ mắt này không bao giờ hết. Là cái mờ mắt này là mình không bao giờ hết luôn hả chú? Dạ. Dạ. Thì vậy là mình không có đi khám luôn. Chưa đi khám được. Sao chú không đi khám đi? Xe không được, không ai mà chở đi, con đi về quê rồi. À, con của chú quê ở đâu ta? Hồi bữa chú nói quê ở đâu ta? Ở Bình Thuận. À, ở Bình Thuận là mới về đây hả mới chú? Mới về đêm hôm qua. À, mới về đêm hôm qua. Qua sao không kêu con mình chở đi khám bệnh luôn? Đi hai vợ chồng có công việc làm thuê làm mướn bên đó làm cho công ty gì đó. Dạ. Đó cũng làm trẻ thời gian cũng không được. Dạ. Cho nên là 12 giờ đêm kia hai vợ chồng nó đi rồi. Bao cùng khuế thì có người đi được ăn được nhưng mà điều có cặp mắt này nó mù. Dạ. Mờ. Nhưng mà mờ không phải là cần bị loãng sao? Dạ. Chắc bị loãng. Nói chung là mình có cái tuổi lớn rồi đó chú. Thì cái mắt mình yếu đi nhưng mà mình phải đi khám cho nó kỹ, thì nói chung là khám nó cũng rẻ thôi, mình đi tư nhân á, nếu mà mình có bảo hiểm mà đúng không chú? Nếu mà bảo hiểm thì mình đi vô bệnh viện á thì mình khám nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Đó. Còn nếu mà mình không có bảo hiểm á thì mình đi khám tư nhân thì nó nhanh, nhưng mà có bảo hiểm rồi thì mình cứ vô bệnh viện mình khám nó an toàn lắm á chú. Dạ. Đó. Mình khám cho nó chắc chắn và bảo đảm tính mạng của mình. Dạ. Còn chú mà không khám á, sau này á, mắt càng ngày nó càng yếu đi thì chú sẽ bệnh nặng đi và sau này là khổ hơn nữa chú. Dạ. Nếu mà chú ấy tranh thủ chú đi khám đi cho nó khỏe. Dạ. Còn không thôi là mình có ai hàng xóm gì đó rồi mình nhờ mình đi khám mắt nha chú nha. Dạ. Dạ, ngày hôm nay con tới đây con được một cô ở Khánh Nhơn giấu tên, thì có một phần quà là trị giá là 500.000 tiền mặt thì gửi cho chú. Dạ. Thì con làm cái cầu nối thì con tới đây con giao cái số tiền cho chú. Dạ. Để chú có một cái kinh phí chú ăn uống. Dạ. Và lo cho mấy đứa cháu ăn uống qua ngày nha chú nha. Dạ, dạ. Dạ. Thì mình ăn uống gì á thì mình mua một tí thịt cá tươi gì đó thì dạ, cho hai cháu ăn cho nó bồi bổ sức khỏe. Dạ. Cho nó ăn học cho nó thi nó đạt hơn tí xíu nha chú nha. Dạ, dạ. Thì đây này con, thì chú giao cho con. Dạ. Đó thì con cầm đưa cho ông hay là gì đó nha con nha. Dạ. 500.000 của cô ở Khánh Nhơn, thì cô chú kêu bằng cô thì con kêu bằng bà đi con. Dạ, con cảm ơn bà ở Khánh Nhơn. Ừ. Cảm ơn rất nhiều bà đã cho ủng hộ cho con. Ừ. Dạ, con mong rằng bà có sức khỏe. Ừ. Con chúc bà có sức khỏe, mạnh khỏe. Thì cháu thì nói như vậy là khá là giỏi, khá là tốt luôn á cô chú anh chị. Thì con cũng thay mặt gia đình, con cũng cảm ơn cô ở Khánh Nhơn giấu tên đã trao cho gia đình là 500.000.
Nói chung là một phần quà để cho mình ăn qua ngày nha chú nha. Dạ. Thì con cũng rất cảm ơn cô rất là nhiều đã cho gia đình. Rồi cả ngày đây thì chú ở nhà có làm việc gì không? Ở nhà bệnh không làm việc gì hết, là bày bả trong nhà nấu cơm nước cho con cháu ăn. Là chú là một nhà gọi là nhà tài trợ, nội trợ, là nấu ăn đó. Còn vợ của chú là đi lượm điều mà chú. Nó còn sáng mắt. Nó còn sáng mắt. Dạ. Thì nói chung là mình lượm điều á, mà mắt mình mà kém á, thì có thể là mình mò mò trúng con rắn là tiêu luôn không chú ha? Dạ. Tại vì mùa này á, là chuẩn bị mùa mưa sắp tới á, thì cái ẩm thấp á, rắn nó hay núp ở trong lá ủ á. Dạ. Hôm đó giờ chú ở đây á, thấy rắn nhiều không chú? Ồ, nhiều, cắt lại rắn nhiều lắm. Vậy hả? Rắn ở đây to không chú? Ở trên nước kia là to, dưới này cũng to, nhất là to nhất ở dưới này rắn mà gọi cái rắn hổ mông, hổ măng. Hổ mang hả? Hổ mang, nó có nó màu đen. Dạ, rắn màu đen. Màu đen. Dạ, cho con rắn cái mít nha. Hổ mông, hổ mèo. Dưới này là ở đồng bằng, ở đất bằng thì nhiều nhất loại cái rắn mà rắn hổ măng, hổ mông, hổ mèo. Nhiều nhất là với lại hổ chúa, nhiều nhất dưới này. Còn trên núi cao kia thì đặc biệt là hổ nia, cặp nông. Ui, cặp nia, cặp nông mà cắn cái là đi, đi luôn. Chứ mấy cái hổ đó đụng tới nó, mà đụng tới mình cái là mình lo chạy. Còn nó còn cái mình cầm những cái đèn pin hoặc là cái ngọn lửa nó còn nạp mình nữa. Ừ, nó theo nó nạp mình. Còn đó vậy. Mình muốn bỏ nó, mình sợ mình phải bỏ điện binh hoặc bỏ ngọn lửa. Tại đó mình chạy cái đêm tối mò mình chạy nó không theo được. Rồi cái rắn hổ măng, cặp nông, cặp nia á. Rồi đó là... nó bự cỡ nào không chú ạ? Đây này. To lắm. Nó khúc trắng, khúc đen. Trời ơi, của cùng nó. Chân là nó cắm một cái trời, dài. Gốm lắm. Ở dưới này chỉ có hổ măng dài nhất. Dạ. Hổ măng xung quanh đây có nhiều lắm. Ủa, xung quanh đây nhiều lắm. Nhiều lắm. Bữa một con heo to có đây này, heo đực thiến mà nó đốt, nó quất một phát một con nó chết, con heo tại chỗ luôn. Là cắn con heo. Cắn con heo, người heo ủi ăn theo cái mương suối đây nè, mương suối khô đây nè. Nó đục lỗ, nó làm trong hang của nó. Nằm trong hang nó, lúc mà khi mà 3 đến 5 đêm là nó đói nó ra ăn. Yeah. Rồi cái con heo chết đó mình có làm thịt hay là đem đi bán gì không chú? Bán cũng ai mua, mà làm thịt cũng ăn được. Hôi lắm. Vậy là mình giục luôn. Giục luôn, vui một con heo giục luôn. Hôi toàn là hôi, không phải tanh mà lại hôi lung tung hết. Hôi cái nước miếng của nó không bao giờ mình ăn được. Cái con đó là nó cắn vô là mình sợ là cái nọc độc nó đã ngấm vào thịt là mình ăn vô. Ăn là không được đâu luôn, đúng không? Đen luôn, nguyên một con heo đã đen hết luôn. À, là mình mổ ra luôn á hả? Mình mổ ra coi máu máu nó bầm đen. À. Đen hết nguyên cái thân heo đó sao ăn. Vậy là luôn. Cái chất độc của nó là lan tỏa luôn á. Cái nọc của nó. Dạ. Yeah. Ở đây xung quanh đây cũng ghê hơn. Ghê lắm. Nhiều khi tụi con ở đây này rắn có vô nhà không con? Có, nhất là có... nhất là cặp nong nhỏ. Cặp nong nhỏ hả? Ở dưới này cặp nong nhỏ có đây này. Còn ngón cái mà nhỏ. Nhỏ nó cắn phát một là đi luôn. Nó cứ ở làng con á là cặp nong nhỏ là bằng ngón út này. Đúng. Cái đó. Này là cỡ ngón cái luôn. Là nó lắm luôn rồi. Nó thường dùng biết sao? Nó thường dùng là một là cái mùng mình đầu gối mình không giặt bay mồ hôi thực nó núp gì đó nó ngủ nó phanh lại chút xíu đây khi mình đụng vô mình ịn cái là nó đốt xong không bao giờ xong nổi. Nhiều khi con ngủ nhớ vũ mền nghe con nhé. Dạ. Rồi nhiều khi là nó vô nhà không con? Dạ có, nó vô thùng gạo. Bữa thùng gạo nó bữa mới đánh một con nhỏ cỡ đây này, dài cỡ này. Nó vô thùng gạo kia vô phát rơi là, xuống là lúc đó ai phát hiện?
Chính là chú phát hiện. Chú phát hiện. À, buổi sáng uống trà để chạy qua cái lấy gạo cho gà ăn, thấy nó phèn ở trong cái nắp thùng. Nó phèn. Cái đó mà ví dụ mà hai bé mà đụng vô một cái là mình hai bé đâu biết đâu. Đâu cũng biết đâu, in vô nó là thôi rồi luôn. Ừ, thì lúc đó là đâu cũng mình biết. Không có nói được không, cái câu không chuyện cái gì luôn á. Dạ. Thấy là ở đây là nhiều cái động vật thì cũng khá là nguy hiểm của chú ha. Đúng rồi, rất phức tạp cái động vật bên trên này. Thì mấy cái mùa mưa này này con thì con đừng có lũi lũi vô những cái bụi rậm ở ngoài đây nha con nha. Dạ. Đây này. Ở ngoài đó là có thể là rắn rít những cái con độc hại á. Cũng đừng có dẫn em ra ngoài đó nha con nha. Dạ. Mình chơi thì mình chơi xung quanh ở đây thôi, mình đừng có đi đâu vô cái bụi rậm. Đó, dạ. Vô bụi rậm là rắn cắn một cái là mình từ mẹ con đưa mất á. Đi rẫy bên kia xa lắm. Xa. Mà đi gần con rắn luôn. Đi gần con rắn luôn. Ừ, con rắn nằm phơi nắng hết trời. Trời ơi. Phơi nắng trên cằm cây. Con đâu có biết. Đi hả? Dạ, con đâu có biết. Nó màu xanh, nó bự lắm. Rắn lục. Ôi ôi, cỏ cầm chân của con á hả? Dạ. Rắn lục quá. Nó to. Cái đó rắn lục mẹ con chút. Nói là qua đây đi con. Con đâu có biết gì đâu. Mẹ con đâu có nói là rắn đó. Con quay luôn. Con thấy nó hạ miệng cửa. Ui ơi, ghê vậy. Con té luôn. Rồi nó cắn con không? Không. Không hả? Hên nữa con, gặp rắn là né ra nha con nha. Dạ. Con lớn, con nhỏ, con cỡ nào cũng né ra, đừng có đập nó nha. Dạ. Tại vì mình không biết cái nọc độc của nó là bao nhiêu. Là nó cắn mình một phát là mình đi luôn á, không phải là những cái con động vật khác là cắn là không sao, mà rắn á là cắn một cái là đi đứt luôn á con. Con biết đi đứt không? Là mất luôn á. Đó, là rất là nguy hiểm nha con nha. Rồi. Vậy thôi thì con cũng xin phép chú con về luôn nha. Thì con tới đây con chỉ trao cái phần quà nhỏ nhỏ cho chú và hai cháu. Đó, thì tiền thì con nên đưa cho ông giữ đi. Để cho ông phát tiền hàng ngày cho con ăn học nha con nha. Dạ. Đó, là mỗi ngày là chú cho cháu là 5.000. 5.000 hết. À 5.000 hết. Dạ. Thì để cho cháu nó ăn học nữa, thèm những cái ví dụ là bánh hoặc kẹo hoặc là nước ngọt gì đó, thì để cho cháu nó uống cho nó vui với bạn bè. Dạ. Thì con cũng thay mặt tất cả bà con cô bác ở trong cộng đồng và tất cả xung quanh bên chú thì cũng cảm ơn chú đã cưu mang hai bé, và con cũng cảm ơn cô ở Khánh Nhơn thì cũng đã giúp đỡ cho hoàn cảnh này, thì con cũng rất cảm ơn. Và bây giờ thì Vương cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Vương. Thì bây giờ thì Vương chắc là dừng cái video để về, và mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Thì bây giờ Vương xin tạm dừng cái video và hẹn gặp lại. Và bye bye cô chú anh chị. Bye bye cả nhà bye nha. Bye cả nhà.